Chào các bạn, ngày trước mỗi năm Apple mới ra một chiếc iPhone thì chúng ta chỉ có duy nhất một lựa chọn. Còn bây giờ thì mỗi năm sẽ có đến 2 sản phẩm cùng ra mắt một lúc. Một là dòng iPhone thường, một là dòng Plus. Chính vì thế chúng ta sẽ phải đứng giữa những lựa chọn vô vàn khó khăn. Và hôm nay mình sẽ nói về hai dòng iPhone này để các bạn có thể lựa chọn được thiết bị phù hợp với bản thân nhất. Khác biệt lớn nhất giữa chiếc máy này đương nhiên là đến từ kích thước. Có thể thấy 6 Plus lớn hơn 6 khá nhiều, khoảng 20%. Đương nhiên là với độ lớn như vậy, 6 Plus nặng hơn tương đối nhiều, dày hơn, rộng hơn và dài hơn. Rõ ràng là iPhone 6 được thiết kế để cầm nắm ngon lành bằng một tay, còn 6 Plus thì không, các bạn sẽ cần cả hai tay để thao tác được trên chiếc máy này. Thứ hai, màn hình của hai chiếc máy này có thể cùng có chữ Retina nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Chiếc iPhone 6 có kích cỡ màn hình 4,7 inch, độ phân giải 1334x750px. 6 Plus có tấm nền LCD 5,5 inch Full HD được tối ưu cho hiển thị theo chiều ngang. Một điều hiển nhiên đó là 6 Plus có màn hình lớn, đem đến cho chúng ta một không gian rộng lớn hơn để lướt web, xem phim hay là chơi game. Nhưng sự khác biệt ở đây còn nhiều hơn thế, vì không chỉ đơn giản là lớn hơn, mật độ điểm ảnh trên 6 Plus lên tới 401 ppi, còn 6 thì dừng lại ở 326 ppi. Mình không nói rằng màn hình của iPhone 6 tệ, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ kém sắc nét hơn hẳn. Tuy nhiên, trừ khi các bạn đưa điện thoại lên tận mắt, chứ không các bạn sẽ không thể nào phân biệt được. Thứ ba, camera. Cùng có độ phân giải, cùng một khẩu độ, cùng một kích cỡ cảm biến, nhưng thứ đáng giá nhất của 6 Plus chính là công nghệ chống rung quang học OIS. Với OIS, các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt về chất lượng hình ảnh khi các bạn hay bị rung tay này, khi chụp ảnh quay phim trong điều kiện thiếu sáng. Có OIS thì ảnh sẽ rõ nét hơn, hạn chế được hiện tượng nhòe hình, chụp nhanh hơn khi thiếu sáng. Đấy là chức năng cơ bản của công nghệ chống rung quang học. Và pin chính là điểm khác biệt cuối cùng giữa hai máy. Một bên là 6 với pin 1810, một bên là 6 Plus với viên pin 2915 mAh. Chắc chắn là 6 Plus sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn hẳn. Với các tác vụ như là xem phim, lướt web thì 6 Plus sẽ dùng được lâu hơn khoảng từ 2 đến 3 tiếng, còn riêng về gọi điện thì hơn hẳn khoảng 10 giờ. Số liệu này thì mình lấy theo số liệu từ trang web Phone Arena. Nhưng tất nhiên là nếu pin trâu thì chúng ta sẽ phải đánh đổi ở những điểm như là kích thước cồng kềnh hay là sạc pin lâu hơn. Chính vì có bốn sự khác biệt cơ bản như trên mà đối tượng khách hàng hay là nhu cầu phục vụ của mỗi máy lại khác nhau. Trước hết, với iPhone 6, nó sẽ hướng đến đối tượng là những người có bàn tay nhỏ nhắn, phần đông là những khách hàng châu Á. Với tuýp khách hàng này, đây sẽ là một chiếc máy vừa vặn trong quá trình sử dụng hay là di chuyển. Nó sẽ vừa với túi quần jean, vừa với các loại ví cỡ trung bình, vân vân. Mặt khác, nó cũng đánh đến thành phần khách hàng không thích màn hình lớn. Những người đã có laptop này, đã có iPad cho việc giải trí, thì iPhone lúc này đơn thuần chỉ là một cái công cụ liên lạc. Họ không có nhu cầu giải trí trên điện thoại nhiều, thế nên một cái màn hình lớn là không cần thiết. Cũng chính vì thế mà camera hay là thời lượng pin thì không còn quá quan trọng. Còn đối với 6 Plus, đối tượng khách hàng này lại là một kiểu khác. Với những người phương Tây chẳng hạn, họ có một bàn tay rất lớn, hoặc là những ai dành thời gian chủ yếu xoay kênh với điện thoại và không muốn phải vác lỉnh kỉnh những cái đồ công nghệ khác đi theo bên người. Đặc biệt là các chị em phụ nữ, những người luôn có một cái túi xách để đựng máy trong đấy. Ngoài ra, nếu có ai trong chúng ta cần một màn hình lớn để thao tác, pin trâu, camera chụp ngon hơn một tí, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thích cái chữ Plus, thì iPhone 6 lại không phải là một sản phẩm phù hợp. Cũng chính nhờ sự khác biệt giữa chữ Plus mà chúng ta sẽ có hai mức giá khác hẳn cho hai thiết bị. Lấy số liệu từ một cửa hàng rất uy tín đó là Diệt Động Minh, chúng ta sẽ thấy một mức giá chênh tương đối lớn, lên đến gần 3 triệu đồng giữa hai máy đã qua sử dụng. Với nhiều người, 3 triệu không phải là một số tiền lớn, nhưng cũng với phần đông khác thì 3 triệu lại không phải là nhỏ. Chính vì thế, đây cũng là một trong những lý do để phân vân giữa hai chiếc điện thoại này. Nếu muốn tiết kiệm, chọn 6 đường thôi và các bạn sẽ có 3 triệu để dành. Còn thích ăn chơi, kể cả là trả góp thì cứ 6 Plus mà mua. Về giá, dù có sự khác nhau nhiều nhưng mà tùy vào quan điểm mỗi người về mặt tiền bạc thì sẽ đưa ra quyết định riêng. Một điểm các bạn cần chú ý ở đây đều là những sản phẩm công nghệ tinh xảo. Chính vì thế chất lượng là việc bắt buộc phải quan tâm khi mua, không chỉ được kiểm tra cẩn thận từ các nhà phân phối. Trước khi một chiếc iPhone bất kỳ được Diệt Động Minh bán ra cũng sẽ phải trải qua nhiều bước kiểm duyệt của đội ngũ test hàng, từ phân loại máy theo hình thức hoàn toàn không đánh đồng tất cả như nhau. Riêng các sản phẩm có lỗi thì sẽ ngay lập tức được trả lại nhà sản xuất. Chính vì thế mà các sản phẩm tại Diệt Động Minh giữ được chất lượng ổn định dù đã phục vụ qua rất nhiều lượt khách hàng. Qua video này, chúng ta đã có những kiến thức cơ bản về sự khác nhau giữa dòng iPhone thường và dòng iPhone Plus, điển hình là iPhone 6 và 6 Plus. Mỗi chiếc máy đều có những điểm mạnh riêng, đều hướng tới đối tượng khách hàng riêng cũng như có giá bán chênh lệch khác nhau. Chính vì thế, khi mua hàng, các bạn nên tìm một cửa hàng uy tín để được tư vấn kỹ càng cũng như là mua được máy với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.